Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24, từ câu 1 đến câu 12. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Gioanna, bà Maria, mẹ ông Jacobe. Các bà khác cùng đi với mấy bà cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Suy niệm, phụng vượng lời Chúa trong đêm vọng phục sinh. Chúng ta cái nhìn tổng quát về toàn bộ lịch sử cứu độ. Lịch sử ấy khởi đi với việc Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh xinh đẹp ấy đã bị mất do tổ tông loài người phạm tội, bất tuân lệnh Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa không muốn để cho nhân loại trầm luân trong tội, nên đã ban lời hứa cứu độ. Lời hứa ấy không còn là lời hứa suông, nhưng dần dần được thực hiện trong thời gian. Thiên Chúa thực hiện lời hứa ấy bằng việc gọi Abraham làm tổ phụ của một dân tộc đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài biển. Chọn Môsê làm người giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, đại diện cho dân ký kết giao ước, dẫn dân về đất hứa. Chọn gọi các ngôn sứ giúp dân đi trong đường lối của Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa sai con của Ngài đến trần gian và trao nộp người con duy nhất ấy vào tay nhân loại. Đức Giêsu đã tự nguyện vâng phục Chúa Cha, hy sinh mạng sống cho nhân loại. Cái chết của Chúa trên thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra cho niềm hy vọng sống động của cả nhân loại. Ngài chịu chết cách tủi nhục trên thập giá, nhưng sau 3 ngày, Thiên Chúa cho Ngài sống lại từ cõi chết. Khải hoàn vinh thắng tiến lên, bẻ tan mọi xiềng xích tội lỗi và cái chết, trao ban sự sống mới cho tất cả những ai tin. Các bà Magdala, Maria, Salome là những người đầu tiên được nghe loan báo tin vui Chúa sống lại. Ra mộ từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các bà đã thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, không thấy xác Chúa trong đó. Không chỉ riêng các bà đã tin yêu Chúa, mà bất cứ ai thuộc bất cứ thế hệ nào, nếu có lòng tin, đều có thể được thông phần vào sự sống của Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã khẳng định: nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được dìm vào trong nước, cũng chịu chết với Chúa, cùng được tán xác với Chúa, và quan trọng hơn là cùng được sống lại với Chúa. Từ đây, sau khi chịu phép thánh tẩy, các tín hữu không còn sống cho tội lỗi,
con người cũ nữa, mà sống cho Đức Kitô theo tinh thần mới của Ngài, con người tự do hoàn toàn khỏi tội lỗi và sự chết do tội gây ra. Như vậy, được cùng chết với Chúa Giêsu và cùng sống lại với Ngài là lý tưởng, là niềm hy vọng lớn lao của mọi tín hữu. Niềm tin này không phải là niềm tin của riêng ai, nhưng là niềm tin cần phải làm lan tỏa tới những người xung quanh. Đây cũng chính là sứ mạng của các tín hữu Chúa Kitô, làm chứng và loan báo tin mừng Chúa phục sinh cho mọi người. Nguyện xin Chúa cho mỗi tín hữu luôn vui tươi, lạc quan, sống thánh thiện, vì Chúa đã chết và đã sống lại, để ta được thông phần vào sự sống mới của Chúa. Sự sống không bao giờ mất đi, nhưng sẽ viên mãn trong ngày tận thế. Amen.